quay trở lại với Mood Show. Hello, mình là Quà. Không phải người đàn ông tông trầm. Hello mọi người, mình là người đàn ông tông trầm Quà. Cuối cùng thì bố anh cũng đã được đi ra khỏi phòng khách nhà bố anh. Mọi người không thể tin ở đâu. Tôi đang ở Đà Lạt. Quay sướng, Đà Lạt đấy mọi người ơi. Bởi vì là thích Đà Lạt và cũng thích cắm trại ở ngoài trời, cho nên bố anh đã và đang có mặt tại nơi này. Mọi người có thể search ở trên Facebook, đó là Mở Gen. Và mọi người có thể được ngủ lều, được chụp hình, nói chung là tận hưởng cái không khí chill ở đây. Và ngày hôm nay thì Mood Show sẽ chill tại Đà Lạt. Yeah. Ok. Mood Show 3 lần này thì chỉ có 4 ca khúc thôi. Bởi vì là vừa được đi Đà Lạt thì lập tức đi luôn, cho nên là không có thời gian chuẩn bị nhiều bài. Nhưng mà những ca khúc này sẽ là những cái ca khúc mà Bon với Quà cũng rất là tâm đắc. Từng bài hát nó sẽ link với những cái cảm xúc của Bon. Tiết trời Đà Lạt nó sẽ link với một cái câu chuyện nào đó. Và cái ca khúc đầu tiên mà Bon muốn giới thiệu với tất cả mọi người, bài hát được mang tên là Xin Lỗi. Bình thường thì Bon nghĩ cái câu mà Bon hay nói nhiều nhất chắc là cảm ơn và xin lỗi, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là sẽ nói về xin lỗi nhiều hơn. Chắc có lẽ là vì cuộc đời mình lầm lỗi nhiều quá. Không, thật ra là đôi khi mình không có lỗi nhưng mà mình cũng vẫn muốn xin lỗi. Cao thượng. Và không biết là Quà ở trong cuộc sống thì có phải nói là xin lỗi nhiều không? Xin lỗi nhiều chứ. Em xin lỗi nhiều chứ. Đặc biệt là em xin lỗi chị nhiều. Đúng không? Đặc biệt làm là xin rất lỗi nhiều những thứ lỗi lầm nên phải xin lỗi. Thậm chí là đôi khi không cảm thấy mình có lỗi vẫn phải xin lỗi. Và có một cái điều đặc biệt ở trong cái ca khúc này mà Bon muốn chia sẻ với mọi người, đó là chúng ta hay nói lời xin lỗi đến bố mẹ, người thân, bạn bè, những cái công việc xung quanh chúng ta, với lại partner chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi mình nhìn lại, đã từng có những lúc mình tổn thương mà mình quên mất xin lỗi chính bản thân mình. Và hôm nay Quà đã giới thiệu với bạn một món đồ chơi mới phục vụ cho Mood Show. Bây giờ như từ đợi em tí, mà có một cơn gió thoáng ca khiến em lạnh quá. Đông mà, Đà Lạt đang mùa đông mà. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đến với một xin lỗi với một phiên bản rất là khác của Quà và bạn. Ok nha, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái thứ này nha. Ok. Rồi bây giờ chị bấm này. Chưa. Cầm đàn lên, xong em mới bắt đầu á. Ok, rồi. Máy vẫn đang chạy thôi. Xin lỗi cơn mưa vừa qua. Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông. Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quen. Thank you.
chỉ có riêng tôi. Vì sao người đi về nơi xa xôi? Ok. Music ready. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Làm kiểu hip hop. Và bây giờ thì chúng ta hãy cho nhau một phút được yếu đuối với một ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Hoàng Dũng. Vừa có yếu đuối không? Ý chị là bây giờ chị cần không gian một mình đúng không? Chị sẽ được ở đây một mình giữa rừng thông lạnh lẽo. Xa và quên thừa những xa xôi ngày ấy, kỷ niệm nơi đây thấy buồn biệt mây. Rồi mai thịnh sắc liệu anh còn cất em trong tiềm thức.
còn bật khóc vì những ngày như mơ giờ tan vỡ. Vì đã có lúc trái tim em từng yếu đuối, tự cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy anh vẫn còn nơi đây, em sẽ đến và ôm chặt anh để thương nhớ chìm trong màn đêm. Xin lỗi. Ôi, ừ nhờ. Chết rồi. Ôi, thế có bị phá bài không nhỉ? Có đấy. Ôi, em xin lỗi ạ. Lại xin lỗi. Cho nó cháy lên nào, cháy lên nào. Bình thường thì ở cái chỗ này thì sẽ có phục vụ ăn uống, rồi sớp, nước, rồi các kiểu. Ở đây là mọi người có nhìn thấy lều không? Cái lều này mình có thể ngủ qua đêm trong đó rất là ấm. Ekip đó mọi người. Thật ra đây chính là ekip quay đang đứng đằng sau. Lạnh muốn chết. Chị pha trà cho em đấy à? Dạ em pha cho anh đấy. Ai mượn, ai ra cái idea đi là quay thế? Chị còn ai? Không chứ. Không, nhưng mà không thể nào là chị đâu. Không phải là chị, còn không. Ai trồng khoai đất này nữa. Quá lạnh rồi. Mà bây giờ xin mời mọi người đến với ca khúc tiếp theo. Ca khúc được mang tên, xin mời các bạn đoán. Giang tay che mắt anh mình xa vời,
Điều gì muốn đến rồi thì cũng sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn mù mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng anh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you, Mood Show thứ 3 đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chỉ có 4 bài thôi cho nên chắc là mọi người sẽ thấy chương trình hôm nay hơi ngắn tí xíu, nhưng mà đã đặt hết tất cả tâm tư của cả ca sĩ và producer và tất cả mọi người trong ekip vào trong cái Mood Show 3 lần này. Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến những ca khúc trong Mood Show. Nếu như có ý kiến đóng góp, những lời tâm sự thì mọi người hãy cứ comment cho Bảo Anh. Và nhớ ấn subscribe để theo dõi kênh YouTube của anh nha. Thank you. Bye bye, bye, bye. Rồi. Bài gì dài thế? Xin tạm biệt mọi người. Go. Ok. Dọn đồ. Vâng, dọn đồ ạ. Em dọn đi. Ơ? Đồ của em mà. Rồi. Không mọi người, nào, dạ đồ nào. Mọi người. Mọi người. Tôi em đi ra ngoài đây kệ mọi người nhá.